gì với những chiếc flycam giá rẻ cực hot dưới 1 triệu vào năm 2022? Có thể kể đến như là K101 Max, IPA Pro, E88 hay là P9. Năm nay là 2023 rồi, thì anh em sẽ có gì đây? K102 Pro. Không để anh em đợi chờ lâu nữa, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng unbox và cùng trải nghiệm xem chiếc flycam K102 Pro này sẽ có điểm gì đặc biệt nhé. Trong bộ phụ kiện thì chúng ta sẽ có gì đây? Đầu tiên thì anh em sẽ có là một flycam K102 Pro. Em này thì sẽ có thiết kế đơn giản, nhỏ gọn. Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng vận hành và mang theo bên mình. Điều khác biệt ở đây giữa K101 Max và K102 Pro đó là em này sẽ được trang bị thêm với camera. Với camera được đặt ở mặt trên lưng, điều này giúp anh em có thể là cảm biến vật cản nhé. Ngoài ra thì em này sẽ có thêm là cảm biến bụng giúp anh em có thể lái an tâm hơn khi thực hiện bay, tránh khỏi rủi ro khi va chạm dẫn đến hỏng hóc. Đèn flash thì sẽ được trang bị cả đằng trước và đằng sau giúp anh em dễ dàng nhận biết được flycam đang ở đâu trong hoàn cảnh là thiếu sáng. Camera sẽ được trang bị là HD, khẩu độ là 2.5, 108 độ, FOV. Tuy không có là sắc nét, tuy nhiên so với mức giá thành thì vẫn chấp nhận được nha. Chất liệu được flycam sử dụng vẫn là nhựa ABS rất là nhẹ nhưng lại cực kỳ dẻo dai, tạo độ bền bỉ tốt nhất cho sản phẩm. Pin của sản phẩm này thì sẽ được sử dụng là lithium 1800 mAh. Theo nhà sản xuất có công bố, khi mà chúng ta sạc đầy có thể bay tối đa từ 10 cho đến 15 phút, một con số cũng rất là ấn tượng phải không? Lưu ý dành cho bạn khi sử dụng pin kéo dài về sau, tuổi thọ pin sẽ giảm, đồng nghĩa với việc thời gian bay sẽ không được như lúc ban đầu nhé. Anh em có thể lựa chọn combo là 2 pin hoặc là 3 pin đi kèm để cho trải nghiệm tốt nhất khi bay, đỡ phải chạy về sạc rồi lại chạy ra bay tiếp, vậy rất là mệt đấy. Tiếp theo là remote, đây chắc hẳn là chiếc điều khiển trả bá nhất luôn. Thiết kế to bản và khá là vuông vắn, kiểu thiết kế này thì mình rất thích, đơn giản vì cầm nắm rất ổn, mà lại có dải đèn led màu xanh ở hai bên, nhìn rất là chất luôn. Với cái điện thoại thì sẽ hỗ trợ hầu hết với smartphone hiện nay. Với các nút bấm chức năng ở trên remote thì chúng ta sẽ có những gì? Điều chỉnh tốc độ bay, bật tắt báo cập cảng, xoay tích trái dùng để bay lên, bay xuống, quay trái hoặc là quay phải, cất cánh bằng một nút bấm, hạ cánh bằng một nút bấm, công tắc tắt mở remote, nhào lộn xoay 360 độ, chế độ bay không đầu, cài đặt phím, tinh chỉnh phím, xoay tích trái dùng để điều hướng. Anh em nào chưa nắm rõ về những tính năng và cách vận hành có thể tham khảo thêm ở hai cuốn sách hướng dẫn nhé. Sẽ có một quyển chỉ cho chúng ta về cách sử dụng của flycam và remote, và một quyển sẽ chỉ cho chúng ta cách sử dụng điện thoại liên kết app với flycam. Hãy quét mã QR là có thể tải về được thôi nhé. Trong app điện thoại thì anh em cũng có thể sử dụng với các tính năng như remote và các chế độ khác, có thể kể đến như bay ra đường quẹt, quay video hoặc là chụp ảnh mà flycam có thể ghi lại được. Với remote thì pin sẽ sử dụng là 3 pin 2A. Pin thì sẽ không được đi theo kèm máy nên anh em để ý mua pin ở bên ngoài nha. Cần giới tích thì anh em sẽ lấy ở mặt sau của remote nha. Với giới tích này thì theo mình cảm nhận thấy nó cực kỳ nhẹ và cực kỳ là mượt mà nhé. Giờ thì chúng ta sẽ đi vào bay thực tế xem sao nhé. Để có thể chuẩn bị bay thì anh em sẽ gắn bảo vệ cánh quạt vào nhé, để có thể đảm bảo tốt nhất khi bay. Nếu không may bị hỏng cánh thì anh em cũng sẽ có hai cặp sơ cua đi kèm để có thể thay thế. Ok, để có thể cất cánh thì anh em sẽ bật flycam, bật remote, đợi tiếng kêu tín hiệu kết nối thành công. Thì anh em sẽ gạt nhẹ lên gần là có thể giúp flycam bay lên được rồi. Rồi,
K102 Pro giữ vị trí rất là tốt nhá. Hiện tại đây thì mình đang bay ở ngoài trời, gió thì cũng khá là to, nhưng em này thì đứng cực kỳ là lì luôn, rất là ok nha. Giờ thì nhào lộn 360 độ thử vài phát xem sao nha. Ái chà, mượt mà lắm luôn nha. Trình diễn kiểu này thì ai cũng tưởng mình là flycam siêu hạng lắm. Giờ thì mình sẽ test cảm biến cho anh em xem nhá. Đó, rất là nhẹ luôn nha anh em. Với cảm biến này thì sẽ giúp anh em an tâm hơn khi bay, rất là tuyệt vời nhá. Giờ thì mình sẽ cho flycam bay cao lên xem sao nha. Theo nhà xuất có công bố thì K102 Pro có thể bay tối đa với độ cao là khoảng chừng 250m. Nhưng theo mình thì anh em sẽ không nên bay quá cao nha, sẽ rất dễ mất kiểm soát. Giờ thì mình sẽ cho flycam tự động bay về nha. Đó, rất là ok luôn. Với K102 Pro này, theo mình cảm nhận và trải nghiệm thì rất là tuyệt vời nha. Bay rất là ổn áp luôn. Ok, vừa rồi thì mình đã vừa review khá chi tiết về em flycam K102 Pro. Nếu anh em đang quan tâm đến những mẫu flycam giá rẻ thì mình sẽ để đường link đặt mua sản phẩm ở bên dưới phần mô tả ở video này nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để được nhận những thông báo những video mới nhất từ bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tới. Xin chào.